đây mặt giá 2 trên 3. Lan Lê Kim lấy bộ màu vàng 60kg chốt rồi phải không? Lan Lê Kim lấy bộ màu vàng 60kg chốt rồi phải không Tư? Rồi. Rồi. Áo đen mặt giá 230 nha mấy chế. Chế nào chốt comment giùm em nha. Mã A23. Áo đen mặt là mã A23 nha. Quần nó còn một cái mã có viền ở đây nè, là cái chữ này, chữ cho bỏ túi này mới xin túi. Tôi chế hơn cảm nói là mua đồ để đi du lịch đó, đi du lịch đó. Cái chị đổi lại vàng thành bò nha, lại gì vậy Tư? Áo và quần 75kg bán 68 vừa không? Vàng thành bò nha, là đổi cái gì vậy? Chế Hương Cẩm ơi, chế Hương Cẩm đổi cái gì em không hiểu nha. Áo đen mặt 230, quần đen mặt nè đẹp lắm, cái form này coi như là nó ôm luôn, cái quần này á mặc lên là nó ôm cái nay bụng của mình rất là đẹp nha. Rồi, áo đen mặt giá 230, quần đen mặt là giá 301. Chốt quần comment V31 kèm theo cân nặng chiều cao. Chốt áo comment giùm em mã A23. Bà ngoại chị Tiên lấy quần 65kg. Quần 65kg còn không? Coi mã lại giùm con. V31. Trời ơi, Tuấn ơi, đừng thấy một cái nó bánh chành nó luôn hết. Áo và quần đang mặc 75kg, không có, không có. Bà ngoại xì tiên có quần 65kg nha. Cái bà hả? Bà ngoại xì tiên hỏi quần ống Tuấn hả mấy mà? Có, ở đây bên live mới rồi, bây giờ qua live mới rồi. Đi vô lại live mới đi, live cũ kết thúc rồi. Bà ba đúng không? Đúng rồi. Rồi, à, bên trang ba em mới vô lại nha mấy chế. Mấy chế vào lại giùm em nha. Rồi, áo đen mặc giá 230, chốt hàng comment A23 kèm theo cân nặng chiều cao. Quần đen mặc là mã V31, giá 301 một quần nha. Dạ, sen trắng. Hello, chế sen trắng nha. Nè, soạn tiếp nè, cái này nè. Soạn hết chưa? Rồi, chế Thu Ngọc A23 này không có size 70kg. A23 này em chỉ chốt cho 60kg. Gì? Lấy quần đúng không? Áo đang mặc bao nhiêu ký vừa chị? Áo đang mặc chốt cho 60-62kg đổ lại nha mấy chế. Áo đang mặc chốt cho 60-62kg đổ lại. Rồi ok, chế bà ngoại chị Jin có quần 65kg nha. Áo tới 70kg vừa nha chế Yến Thuy. Ủa chế Chi Lê comment 31. Quần 35 nè. Hồi nãy chốt cho Chi Lê cái quần 56kg chưa Tư? Rồi. Chế Chi Lê ơi, chế Chi Lê có quần rồi nha, chế Chi Lê ơi. Tấn ơi. Rồi. V31 có 2kg. Áo đen mặc không có. Áo đen mặc không có 70kg nha mấy chế. Áo tên nhiều ký chị. Quần đen mặc hả? Quần đen mặc 62kg hết rồi. Quần đen mặc 62kg hết rồi. Bây giờ em còn quần tương tự 62kg thôi không chị? Áo còn nhiêu ký chị? Quần này hoặc là quần tương tự cũng hết size 62kg rồi. Áo 23. Rồi sợ một ký. Sợ mẫu quần đi. Áo 23 70kg. Không có thôi rồi, không có. Áo này là chị chốt cho 62kg đổi lại. À, áo 23 phải không? Đúng rồi, chốt cho 60kg đổi lại. 48kg bao vừa chứ Thủy Lê ơi. Dạ, chế Thủy Lê 48kg là mặc chung size với em đây. Cái form là tại vì cái mẫu này rất là dễ mặc. Đây em mở ra lại cho mấy chế coi nha. Chế An Nguyên ơi, 67kg không vừa nha chế ơi. Chế đây, cái mẫu áo này á là mình mặc thành ốc khoác được luôn nha mấy chế. Đây Tiền ơi, 62kg bây giờ em hết tay quần rồi, chỉ có quần mẫu khác được. Đây, chế Lê Tiền ơi. Mặc lại cho mấy chế xem từ đầu nha. Đây, form mặc vô là cột dây như thế này nè mấy chế. Rồi. Đây, áo mặc cột như thế này nè. Đó, lên form liền. 230 một áo. Chế Yến Phi mặc vừa không? Chế Yến Phi mặc áo này vừa nè.
Hoàng Tuấn Trân, cho em xin số chiến phi cao. Chiến phi cao là chiến phi mặt dừa. 1958 màu đỏ. Em xin lại cái màu. Em xin cái màu áo như chị. Áo thì có màu rồi bây giờ. Ok. Rồi chị em xin. Nè. Giải 66kg không vừa chế Bảo Ngọc ơi. 195 SS 195 68kg màu đỏ tươi còn không? Màu đỏ tươi còn. Rút bộ màu đỏ tươi. Tôi điện thoại cảm ơn chị Tư rút cho con bộ chị Tư ơi. Chị Tư. 4755 chế Yến Phi có một cái áo nha. Bộ đỏ tươi. Quần mặc tới nhiêu ký vừa? Phải không? Dạ đúng. Chị ơi. Ơi, Bi ơi. Quần mặc tới nhiêu ký vừa? Quần 61 ký Tuấn ơi. Quần 61 ký có nè. Quần 65 ký vừa chế Yến Phi ơi. Quần còn 61 ký nè, chế nào lấy? Đây quần 61 ký nè. Bi, 68 ký. 68 ký. Dạ chế Nguyễn Thu Mùa để bên em coi lại nha chế ơi. Tiên Phan cho em xin lại số điện thoại nha chế ơi. Chế Thu Ngọc ơi cho em xin số ký đi chế ơi. Xếp bộ nè 68 ký nè. Rồi Hoàng Tuấn Chân. Rồi Tiên Phan lấy A 2355 ký rồi ok có luôn. Rồi sai số mấy? Hoàng Tuấn Chân hỏi sai số mấy? Rồi cái này xếp cho dùm con nè. Đây số 4. Rồi chế Tiên Phan có cáo em đang mặc luôn nha. A 23 nha. Áo này hôm bữa còn đâu ngoại. Chị Đa ơi. Chị Đa nhớ áo này không? Hôm bữa còn ngoại á. Đâu rồi chị Đa đâu rồi? Nhớ áo ngoài giờ giờ đâu chị không biết. Ở ngoài ngay chỗ thùng nước. Nhà áo đó là của cái phiếu này nè. Bé ra tu. Tôi đưa cái này bỏ vô cái phiếu cáo mà bà ngoại đang tiếp. Dạ tại mỗi phôm đồ khác nhau cho nên rồi mấy chế ơi. Mấy chế kiếm phôm bự đem em còn mẫu đây, mỗi thứ một cái phôm bự đi mấy chế. Đây, phôm này của em là có mã là AT281 nha mấy chế. AT281. AT281. Đây là em chốt này 75 kg, em còn một cái 75 kg nha mấy chế. Đây phôm này là phôm rộng rãi nha. Anh nào thích rộng rãi là đây. Đem chốt 75 kg. Đây, phôm này em chốt tới 80 kg nha, 75 tới 80 kg nha. Đây em còn tổng cộng là còn số lượng rất ít nha mấy chế. Còn đây là em chốt tới 75 kg. Đây 75 kg. Em đang mặc là em muốn chốt tới 70 75 kg luôn nha mấy chế. Giá chỉ có 280 thôi. Anh nào kiếm phôm bự là mình có phôm bự đi nha mấy chế. Phôm thoải mái rộng rãi đây. Mã là AT281, AT281. Giá cho 280 nha. 280. Anh nào có phôm 48 kg mi ơi. Anh nào có phôm mặc bụng rồi này nọ là mặc phôm này là thoải mái nha mấy chế. Dạ. Đây phôm này là mặc thoải mái đây. Che được khuyết điểm của bụng như mình nha. Cái này không? Giá chỉ có 280. Em còn số lượng rất là ít nha. Quay chân chân nó 68 kg lấy size 3 cho chị xem. Đây. Để gì bi? Đây phôm này đây, 75 kg. 75 kg chốt cho 75 kg. Tương đương size 3 của bộ kia đúng rồi. Hoàng Tuấn Chân nha, em sợ rộng. Chế Hoàng Tân Chân ơi, cái bộ đó, cái bộ mà S195 á, là số 2 của nó là tương đương 1X, số 3 của nó tương đương 2X và số 4 của nó là tương đương 3X. Rồi áo thun nam mấy anh nào kiếm form rộng rãi thoải mái đây mấy. Lấy chị áo nâu rồi mấy chế đợi em chút xíu em đi, ơi. Em đi soạn cái áo nâu nha, mấy chế đợi em chút xíu nha. Đây form rộng rãi thoải mái che bụng hết nha mấy chế. Đây màu nâu này em còn hai cái là chốt tới 75kg nha mấy chế. Anh nào có chiều cao là 77kg được luôn. Đây form này đây. Mặc cực kỳ đơn giản nhưng mà cũng rất giải cực kỳ là xịn sò nha mấy chế. Em còn số lượng ít, giá chỉ có 280 thôi. Đây màu nâu này đây em chốt 75kg. Anh nào thích mặc đơn giản thì mấy chế form rộng đây. Rãi đơn giản 75kg luôn. Màu này em còn một cái luôn. Màu xanh của dịch em còn một cái luôn. Chốt 75kg nha mấy chế. Mã là AT281, giá 280. Em bao chất giải cho mấy chế luôn mấy chế ơi. Giá chỉ 280 áo thun nam thôi mấy chế. Form rộng rãi thoải mái luôn nha. Đây màu xanh này đây. Đây chọc đỏ đây nè. Em chốt từ 75 cho tới 80kg. 75 cho tới 80kg nè. Đây màu xanh sọc đỏ đây mấy chế. 75 kg. Anh nào có phôm có mình có bụng á, có bụng là coi như là chốt cái này là coi như là anh che được khuyết điểm của bụng nha. Anh nào mà có bụng á là thoải mái mà thích mặc phôm rộng rãi đây. Cái này là mà thích mặc phôm rộng rãi đây. 75 77 kg là vừa luôn. Đó em chốt từ 75 cho tới 80 kg được luôn nha mấy chế. Áo này
Rồi, áo em đang mặc cũng vậy luôn, em chốt từ 70 kg cho tới 75 kg. Đây màu xanh đen. Em đang mặc là màu xanh đen. Màu xanh đen. Giá chỉ có 280 em còn chứ. Số lượng cũng còn ít cho mấy chế. Cũng còn vài cái em mấy chế. Rồi, áo A23 đó là hiện tại để em đặt hàng lại nha mấy chế. Giờ kiếm chưa ra. Kiếm chưa ra nha. Rồi chế muốn lấy size 3, gúng vô con bộ đỏ size số 3. Cái bộ đỏ size số 3 là chế hàng cân cho nhiêu ký Vi? 68. Không, 68 ký là phải mặc số 4, mặc số 3 không có được đâu chế ơi. Số 3 là tầm 60, 62 ký thôi. Hết số 3. Chế chốt cho chế đúng size á chế ơi. Mặc số 4 mới được, 68 kg lần sao mà mặc số 3 được. Tại vì cái số 3 đó là chỉ tương đương size 2X thôi. Có rồi. Cái số 3 đó chỉ tương đương 2X thôi, còn số 4 là tương đương size 3X đó. Rồi còn cái áo em đang mặc nè, hàng cao cấp. Áo này là giá 350 nha mấy chế. Áo này giá 350, hàng cao cấp cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà nãy giờ em gỡ xước cái móng tay á, cho nên giờ cái vải nó bị xước rồi. Em xước cái vải của nó là satin lụa nha mấy chế. Rồi, cái áo này là bị lỗi nhẹ nha. Rồi, đây, để gần cho mấy chế coi nè. Nhìn không có thấy đâu. Áo này bị lỗi nhẹ thôi, nhìn kỹ thì kỹ mới thấy chứ. Đây, lại gần cho mấy chế coi cũng thấy luôn nữa. Rồi, 350 sale còn 250 nha, bị lỗi nhẹ là em sale luôn. 350 còn 250 cho cái mã áo này. Rồi chế nào lấy comment nha. Chế Phan Cao Lâm lấy áo này mặc đẹp lắm nè, chế Phan Cao Lâm ơi. Rồi em lên áo tiếp tục nha mấy chế ơi. Chế nào lấy cái áo sale này comment giùm em. Rồi, đưa mấy cọc áo lại cho con đi. Dạ. Rồi đây áo thun nhập. Áo thun nhập. Burberry. Rồi nhập cao cấp chất vải siêu đẹp luôn. Đây, áo này hàng nhập cao cấp chất vải siêu đẹp nha mấy chế. Cái ở đằng trước là nó đính đá full luôn nha. Chỉ có 230 thôi. Chỉ có 230 thôi, chế nào chốt comment nha. 230 một áo, chế nào chốt comment. Rồi bung hết cái áo đó rồi cho con. Cái đó áo lẻ. Rồi chế nào lấy áo thun đính đá Burberry 230 comment nha. Áo thun đá Burberry 230 comment. Rồi chế thì lấy áo dựa, áo teo 250, 53 kg. Rồi áo lỗ nhẹ sau lưng của dì Tư xếp lại em coi. Rồi giờ có hai dì Tư luôn. Hai giờ kêu dì Tư ớn với lại nè. Dì Tư ớn với dì Tư 75 kg thì mọi người. Tư 64 kg rồi. Rồi, dì Tư 4 kg, dì Tư 75 kg. Con áo nào đang thấy đây? Rồi, lên, đúng rồi. Cái áo 250 nãy đâu lên em ơi. Dạ, để mi lên từ từ nha. Rồi, A23. Giang Phi có áo lỡ nhẹ 250 nha. Rồi, cái áo Burberry 230 chế là lấy comment nha. Cái này là gì vậy ta? Đầm hả? Áo. À, cái này là đầm sơ mi nè, mấy chế có sợi dây cột luôn. Đầm sơ mi có sợi dây cột luôn, đẹp quá à. Cái này cái form của nó là siêu dễ mặc luôn nha mấy chế. Form này là siêu dễ mặc luôn, đầm sơ mi. Còn hồi em lên sau nha. Rồi, bốn áo thôi giùm mi đó, đưa cặp áo tới đây. Cặp áo à? Đó. Cho con đưa cho bà Tân xong.
3 ký mặc vừa không đi? Có 3 ký áo chế Phi cao tới 1m6 mấy lận. Rồi, chế Yến Phi 4755 có một cái áo T250 nha. Rồi, tiếp tục. Lên mã áo này. Rồi, bắt đầu áp dụng cho những chế nào mà có chia sẻ like đây nha. Chế nào có chia sẻ like sẽ được chốt áo đen mặc 201, theo còn 101. Hôm nay là lỗ. Lỗ sặc máu luôn rồi mấy chế. Đây, hai bên là có khối nè. Máu, ghê. Tính nói lỗ gì? Nói gì? Lỗ máu, ghê. Thôi, nói lỗ sặc máu á. Nói lỗ chi xỉu luôn. Rồi, áo đen mặc nha, chia sẻ like đi mấy chế, chốt cho mấy chế giá sale 101 rồi, chế nào nhanh tay thì comment nha, chia sẻ like sẽ được chốt với giá 101. Comment giùm em mã 101 kèm theo số điện thoại nha. Áo này là form 65 kg vừa nha. Đây, cái kiểu nó đơn giản vậy thôi nè. Đó, hai bên tay là nó có viền đá. Rồi, áo này màu xanh bơ, chế nào lấy comment nha. Chia sẻ like sẽ được chốt với giá 101. Đây, cái chất vải này nó không có nhăn mấy chế. Lấy trong bịch ra mà nó không có nhăn miếng nào luôn nha. Đó, cái hàng này là hàng xịn sò. Đây, áo này là chất quanh tầm ý đó chế bà ngoại chị tim rồi. Đây, cái tem mạc đầy đủ luôn, 201 đây, còn 101 nha. Rồi, chuẩn bị em lên xếp đùi. Rồi, xếp liền có. Đây là áo không? Chuẩn bị lên xếp đùi nha. Rồi, rồi còn tin hỏi áo vậy thì lại mới trả lời xong luôn. Rồi, con lên xếp đùi đi con. Rồi, mấy chế ơi. Đây. Rồi, mẫu áo này là mẫu áo đẹp, thiệt là đẹp luôn. Em còn mỗi đứa một cái luôn nha mấy chế. Mỗi đứa một cái luôn. Mã là AT286. AT286. Đây em chốt từ 65 cho 68 kg, có chiều cao như mấy chế. Chiều cao 68 kg được luôn. Màu xanh đen. Đây màu xanh đen. Màu cam đất. Màu cam đất đây cũng có một cái luôn, em chốt từ 65 68 kg, màu cam đất. Rồi. Đây là màu trắng. Màu trắng nha mấy chế. Màu trắng cũng 65 68 kg luôn, em còn mỗi thứ một cái một màu nha mấy chế. AT286. AT286. Còn đây là màu cam tươi, em chốt tới 80 kg nè mấy chế. Đây em chốt 80 kg màu cam tươi, em cũng còn một cái luôn nha mấy chế. Một cái duy nhất. Đây cam tươi, còn một cái duy nhất luôn. Giá 208, mã là AT286. Rồi em đang mặc là màu xanh đen. Màu xanh đen, em còn một cái luôn. Một cái màu xanh đen 65-68 kg, màu cam đất. Đây màu cam đất. Đây là màu trắng. Đó. Đây là màu trắng. Đây còn 65-68 kg. Rồi màu cam tươi này chốt 80 kg. Đây màu này em chốt 80 kg, em còn một cái nha mấy chế. Giá 208. Giá 208. Đó, giá 208. Mã là AT286. AT286. Bốn màu. Đây màu cam đất, màu trắng, màu cam tươi và màu xanh. Màu xanh đen nha. Màu xanh đen nha mấy chế. Đồng giá 208. Đây. Em còn số lượng đây, mỗi cái một màu nha mấy chế. Mỗi cái một màu giá 208. Mấy chế nào chốt cho em cân nặng chiều cao nha, kèm theo số điện thoại và cái màu luôn. Em còn mỗi cái một màu nha mấy chế. 2777 có hàng nha. Chất vải cực kỳ là đẹp. Dạ, chế Thu Ha có gì để chất vải cực kỳ là đẹp. Nhiều mẫu nữa nha, chế Thu Ha ơi. Mã là AT286. Em còn số lượng rất ít nha mấy chế. Số lượng rất ít. Giá 208. Rồi, áo thun Burberry em đang mặc đây nha. Hồi nãy màu đen á là size của 57 kg, rồi em đang lên size của 63 kg nè. Đây áo chỉ có 230 thôi, áo này chỉ có 230. Rồi chế nào lấy áo này comment nha, đẹp lắm mấy chế. Này là hàng nhập nha mấy chế. Đây đính đá full hết luôn nha mấy chế. Màu vàng này là size lớn nè, 230 một cái áo thun nhập nha.
Rồi chế nào lấy comment nha. Mã là A23 vàng, có màu đen. Màu đen là 57kg, màu vàng là 63kg. Không lên nữa. Không lên nữa. Rồi. Ủa mấy cái set bộ 4 nút hồi nãy đâu rồi cho con bộ ơi. Bộ 4 nút này nè, sau lưng nè. Rồi bung cho con bộ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi lên tiếp tục áo. Trời ơi, em có quá trời áo đẹp luôn á mấy chế. Rồi áo này. Rồi cảm ơn con. Áo này là mã. Áo này đang mặc nè mấy chế ơi. 290, sale còn 220. Rồi chế nào lấy áo này comment nha. Áo này là phun đá, hàng cao cấp rất là đẹp. Form áo này là 65kg, mặc thoải mái luôn nha. Rồi chế nào lấy áo này comment nha. 290 sale còn 220. 290 sale còn 220 nha. Rồi lại bung cho con mấy cái set bộ xanh lờ luôn. Ủa cái trang bên này cũng tắt luôn, trang 5 cũng tắt luôn. Trang 5 cũng tắt luôn hả? Đúng rồi. Trang 5 tắt luôn rồi Trang ơi. Còn có mình trang 3 đang chạy, mình trang 3 đang mới đang chạy, còn hai trang kia là tắt. Hết giờ. Rồi sao mình có nói để im đó. Hết để im rồi có vô lại không? 2 giờ. 2 giờ mấy? Lên đi một bộ thôi á. Một bông này là nó có 2 bộ nè. Rồi. Lên xếp bộ nè mấy chế. Tư ơi bấm chia sẻ đi Tư. Tư bấm chia sẻ luôn máy này. Vì Tư bấm máy sau lưng. Tự lưu lại rồi. Rồi sếp đang mặc. Sếp đang mặc là giá như đây. Chị ra coi mẹ em giá là như vậy. Rồi sếp đang mặc là giá 260 nha mấy chế. Sếp đang mặc là giá 260. Chế nào chốt sếp này comment giùm em. Rồi trong chia sẻ rồi đó. S26. Rồi sếp đang mặc. Chốt hàng comment mã S26. Cố lưng Miu. Miu cố lưng. Giọng, cái giọng quen thuộc công ty của bội á. Rồi chế nào chốt set này comment giùm em nha. Mã là S26 nha mấy chế. S26 nha. Rồi form là 63-65kg đổ lại tùy theo chiều cao. 63-65kg đổ lại tùy theo chiều cao nha mấy chế.
ơi, trộn mình con đó, đi chân tối với lại chai này. Dạ đúng rồi, lỗi đi cái chai này. Chị lấy S26 dùng đơn 57kg S6. Ok chế. Rồi soạn, soạn mẫu nè Tấn ơi. Trộn hết luôn hả mày? Một ly đó, ly sinh tố thôi, trộn vô cái bình vô hết này luôn. S27 80kg. Ly nào mà S27 không, không, ly sinh tố bên kia, đúng rồi. S27 là S gì vậy thôi? S26 đang mặt nè. Cái cọc, cọc đang mặt á. Không, cái này Lan Lê Kim là S27 60kg á nha. Cọc nào? S27 là mẫu nào nãy giờ? Lộn rồi đó Tư ơi. Đã nào? Nhìn cái sọc nè, hỏi nữa. Này phải không? Thì nhìn đi. Nó đó. Rồi Duy Nguyễn có S26 em đang mặc nha. Chế Duy Nguyễn có S26 em đang mặc. Rồi chế nào lấy nữa comment giùm em nha. S26 đang mặc, chế nào lấy nữa comment. 56, 57kg dùng đơn. 27 là cái sát bộ là bữa đó. Cái sát bộ nãy đó. Cái trước đó S27. S27 bộ nãy là bộ nào Tư? Không có biết là S27. S27 phải bộ đó không Tư? Đó S272 mà đúng không? Cặp này nè. 207 có hàng. Đó S272 mà đúng không? Còn S27 là phải bộ đen da nhiêu ký Tư? 60kg. Phải màu đen phối da không? Không có ghi mà để S27 à. S27 nhiều lắm, hồi nãy giờ lên S27 nhiều. S27 nè, hồi nãy mới. Cái đó S272. Còn S27 là bộ kế bên cũng là S27 kìa. Đó. Chế Lan Lê Kim ơi, chế chốt S27 nè, màu nào chế ơi. Chế Lan Lê Kim 8442. Cho em xin S27 là màu nào? 60kg là em biết rồi. Chăm mi 6 S26 đang lên mặt. lên S26 đang mặt. Còn mấy cái này là ấy đúng không? Chăm mi không phải không? Chưa like á. Mi. Rồi mấy chế ơi. S26 đang mặt chăm mi. Đây mấy phom này là phom bự nha mấy chế. Phom này phom bự nè, ai tìm phom bự là phom này nha mấy chế. Đây em chốt 80kg nha. Hôm nay em chốt tới 80kg nha, em còn một cái nha mấy chế. S26 đang mặc 100ml, quăng qua cho dì Tư đọc nãy giờ. Đây, 100ml. Đây, màu vàng này em chốt 80kg cho tới 85kg nha. Giá 280, mã là AT282 nha. AT282 A853 có hàng. Em chốt từ 80kg cho tới 85kg là còn màu này, màu vàng này. Cái gì? Mấy gì? Rồi. Màu xanh này, đây màu xanh. Mấy này lại chưa? Màu xanh biển này đem chốt tới 85kg luôn. Em cũng còn một cái nha mấy chế. Đây phom này là phom rộng rãi nha, thoải mái nha. Anh nào thích mặc rộng rãi đây. 80kg giá 280, mã là AT282. Và màu đỏ luôn. Đây, màu đỏ đây luôn, em cũng chốt tới 85kg luôn. 82-85kg là vừa luôn nha mấy chế. Đây, từ 80 cho tới 80-85kg. Đây, hai màu này đây mấy chế. Đây màu vàng này em chốt từ 80kg cho tới 85kg. Mã là AT282. Đây áo này em chốt 80kg nè mấy chế. 78-80kg luôn, mã là AT282. Giá 280, giá 280, phom lại phom rộng rãi nha. Phom là mấy anh thích mặc cơm vơm rộng rãi đây. AT282. Hiệu Adidas nha mấy chế. Hiệu Adidas ngay trước ngực nha. Hiệu Adidas, thiêu Adidas. Mấy chế nào chốt cho em cân nặng chiều cao nha. Số điện thoại kèm theo cái màu. Chị cho em gửi nha, hai hai đẳng hạ gửi hàng nha, chế cho đỡ tiền tiết. Rồi ok chế chăm mi. Mã này là AT273 mấy chế. AT273 màu đỏ này em còn một cái duy nhất, chốt từ 65 cho tới 68kg. Đây màu xanh đây. Màu xanh đây cũng vậy, số 65 cho tới 68kg. 68kg màu xanh và màu đỏ. Rồi, màu này em còn đủ xay nha mấy chế. Em chốt từ 65kg cho 65kg, 60 cho tới 80kg luôn. Mã là AT273, AT273. Em chốt từ 65 cho tới 80kg, AT273.
Rồi. Lên tới đây, cứ lên tới đây. Rồi. Em đang lên là cái xếp đùi nha mấy chế ơi. Em đang lên là cái xếp đùi. Xếp đùi này em có nhiều quả tiết lắm. Tuấn là bung bung bông lên tới nào mà bung bông đi Tuấn ơi. Xếp đùi đang mặc. Xếp đùi đang mặc chế là lấy. Comment giùm em mã là xếp đùi beo. Em đang lên là đùi beo nha. Đẹp con mấy chế 260 một xếp. Đùi beo em đang mặc giá 260 nha. Còn sai gì vậy? Đây, mẫu em áo thun có xấu cá sấu nha mấy chế. Áo thun có xấu nha. Mã là AT287 nha. AT287 em chốt từ 60kg. 60kg cho tới 80kg được luôn. Có anh nào có chiều cao 80kg được luôn. Em có tổng cộng là 4 màu. Rồi, mấy chế lên từ từ cho chế. Màu đỏ đô. Đỏ đô xanh cổ dịch, màu vàng. Màu vàng và màu xanh đen nha. 4 màu. Đồng giá 208, mã là AT287, chốt từ 60kg cho tới 85kg. Mã AT287. Chất thun là chất thun của cá sấu nha mấy chế. À, cá sấu này là em thiêu nha. Chất giải cực kỳ là xịn sò. Logo là thiêu con cá sấu. Logo thiêu cá sấu trên cổ cũng vậy nha mấy chế. Có in dòng chữ là Lacoste nha. Chưa lên. Mã là AT287, AT287 có 4 màu. Hai bộ trắng. Màu đỏ đô, màu xanh của dịch, màu vàng. Và màu xanh đen nha. Đồng giá 208, mã là AT287. Chốt từ 60kg cho tới 85kg. Mấy chế nội chục, chốt cho em cân nặng chiều cao, số điện thoại kèm theo cái màu. Mã là AT287. Mấy chế ơi, chất áo thun ra có cực kỳ đẹp luôn, áo thun cá sấu nha mấy chế, chất vải cực kỳ mát luôn, hàng nhập đàng hoàng, sau cổ áo là có in hiệu Lacoste cá sấu luôn nha mấy chế. Đây comment giúp em AT287 giá 280 một áo thun nam thôi mấy chế ơi, cực kỳ đẹp luôn. Đây mặc foam body bao đẹp luôn mấy chế, có size tới 80kg luôn nha. Comment giúp em AT287 kèm theo màu, cân nặng chiều cao, số điện thoại giúp em nha mấy chế ơi. Giá chỉ 280 một áo thun nam thôi mấy chế. Rồi. Đây. Đen là... lên là xếp đen, xếp đùi đen mặc giá 260 nha. Xếp đùi đen mặc giá 260. Rồi, có bông trắng nè, họa tiết chữ trắng nè mấy chế. Em đang mặc là beo. 260 một xếp nha. Em đang mặc là beo nâu. Rồi. Rồi em có hả tiếp. Đây 260 một xếp nè. Xếp đùi nha, quần sọt nha. Có 3 quả tiết nữa thôi đúng không? Đây đằng sau lưng của nó nè. Đây họa tiết chữ trắng. Rồi cái này á, là hình như là em còn size nhỏ thôi sao á. Rồi cái set này hình như là còn có size L với 1X phải không? Set, mấy set này còn size L với 1X thôi. Size L là tầm 55kg à. Size L là 55kg, size 1X là 60kg nha mấy chế. Rồi giá 260 nha. Rồi hôm nay chế nào chốt sale luôn 200 nha. Còn size nhỏ cho nên sale luôn 200. Xếp đùi này em sale luôn 200. Cái chất đẹp cực kỳ đẹp tuyệt vời luôn nha. Chế nào lấy comment nha, sale luôn 200 nha. Xếp đùi đang mặc, chế nào lấy comment sale 200. Rồi, đằng sau lưng có dây kéo nha. Rồi có họa tiết cái đó giống như da rắn nha.
đằng sau lưng có dây kéo. Em lên mẫu thun là có túi nha mấy chế. Mẫu thun là có túi, mã là AT 274 nha. Giá chỉ có 270 thôi mấy chế. AT 274. Gồm có ba màu, màu đỏ đô, màu trắng. Màu trắng xanh ngọc, xanh ngọc và xanh đà, xanh đen. Xanh ngọc và xanh đen có 4 màu. Mã là AT 274 có 4 màu nha mấy chế. Em chốt từ 60 kg cho tới 80 kg. Đây áo thun này là có túi. Đây là tiền áo thun có túi nha. Đâu màu chấm bi. Màu này là màu chấm bi có túi. Bốn màu. Xanh đen, màu xanh ngọc, màu trắng và màu đỏ đô. Giá chỉ có 270, mã là AT 274, chốt từ 60 kg cho tới 80 kg. Mấy chế nào chốt cho em cân nặng chiều cao nha, kèm theo cái màu và số điện thoại. Mã là AT 274, chốt từ 60 kg cho tới 80 kg. Đây chấm bi có túi. Màu đỏ đô, màu trắng, màu xanh ngọc và màu xanh đen. AT274 nha mấy chế, AT274 kèm theo màu giúp em. Đây mẫu nam đang mặc màu xanh đen, rồi màu xanh ngọc, màu trắng, màu đỏ đô nha mấy chế. Chất vải cực kỳ đẹp luôn mà màu cũng đẹp nữa mấy chế. Hàng này em mới về luôn nha, 80kg mặc vừa luôn. Đây mấy chế nào bữa giờ kiếm áo có túi, áo thun trơn, chấm bi nhẹ có túi đây mấy chế ơi. Đây kỳ này em về áo phông lớn tới 80kg mặc vừa luôn nha. Rồi có túi ngay ngực luôn, cực kỳ dễ mặc nha, mặc đi chơi đi tiệc gì cũng được nha mấy chế. Giá chỉ có 270 một áo thôi. Mặc lên cực kỳ sang luôn, comment giúp em. AT 274 kèm theo màu xanh đen, xanh ngọc, trắng hoặc là đỏ đô kèm theo cân nặng chiều cao số điện thoại giúp em nha. S27 đầu la em còn họa tiết sọc nha. Chế Duy Nguyễn ơi, S27 đầu la em còn họa tiết sọc được không chế Duy Nguyễn? Đây đầm đang mặc là nó cho kèm theo cái sợi dây cột eo như thế này nè. Đây để em cột lại thành cái nơ coi. Chắc đùi 60kg Tấn ơi. Size 1 ít á. Sản xếp đùi size 1 ít chứ chốt cho người ta. Đây có cái này. Rồi ghi lên size 200 nha Tấn. Đây. Rồi. Tiêu Phụng 6371 có hàng. Làm sơ mi có nguyên đính đá chữ rất là đẹp đúng không mấy chế? Rồi, chế nào không thích cột cái dây này có thể phối mịch nha. Đây, dây Nhật Bản em có bán luôn nha mấy chế. Nhật Bản em có bán nha, 100.000 một sợi. Rồi còn cái dây cột nơ này là nó cho kèm theo cái đầm nha. Rồi. Đợi em xíu em phối mịch bản vô cho mấy chế coi. Đây mặc lên nó xong mình phối nịch rồi mình điều chỉnh. Mấy cái quần này đâu mấy? Đang mặc không phải. Mình như chưa cởi hay sao? Đúng rồi. Cởi ra đi xem. Dạ không có chứ đại thị thị ơi. Rồi đầm sơ mi em đang mặc có nhiều họa tiết nha. Em đang mặc là họa tiết sọc vàng 260 một đầm. Rồi dây nịt em đang phối là 100.000 nha mấy chế. Đầm là 260, nịt là 100. Đây. Đẹp mấy chế. Cái form đầm sơ mi này mặc lên rồi phối nịt lên là nó xuất sắc nha. Nó ngày sẽ mai tôn được hết toàn bộ luôn. Có ai thì em chốt lại cho chế nha. Chế Duy Nguyễn. Rồi. Đầm sơ mi này em có những họa tiết sau nha. Em đang mặc là sọc vàng. Em đi lên nha chế Đặng Thị Thị ơi. Rồi em có họa tiết bi nữa nè. Bi vàng. Cái form mặc lên xong rồi phối nực vô cho nó tạo điểm nhấn nha. Là nó sẽ tôn dán lên liền luôn. Rồi đây đầm sơ mi này là form 50kg tới 70kg thì cũng mặc được hết nha mấy chế. Do nó là phơn suông á, mặc phối nịch là nó tự động nó ôm nhấn eo theo mình rất là đẹp nha. Rồi bi vàng chế nào lấy comment nha. Bi vàng
D26, em có họa tiết sọc vàng đang mặc, rồi có họa tiết bi vàng, rồi có họa tiết bi trắng. Đây có họa tiết bi trắng. Đang mặc. Chế nào lấy comment. Em đang mặc là sọc vàng, rồi có bi trắng nè. Rồi bi vàng. Rồi với lại beo. Beo vàng. Có người nói xấu cục vàng của mi rồi. Là ai? Đây họa tiết beo vàng nè. Toàn bộ là có đính đá ngay cái eo này. Đây cái form mặc lên là mới chết. Đẹp lắm luôn á. Form này cực kỳ dễ mặc luôn á. Rồi đây nó là form suông nha. Sẽ được tặng kèm theo cái sợi dây cột nơ eo nè. Rồi chế nào chốt comment nha. Lên. Chế nào chốt cứ comment giùm em. Sọc hay là bi hay là beo. Bi trắng. Cho em cột cái sợi dây vô để lại. Chị thích bông hả? Ủa hồi đầu lai em mặc bông hả? Cho đầu lai em đâu có mặc bông đâu. 23 nữa nha chế. Tiên Pham tộc vàng. Tuấn ơi vô lấy đầu đi con ơi. Tộc vàng này cái con đang mặc nè. Ui da. Cho con cái beo đó đi, cho con mượn cái beo đó đi. Rồi em còn biết. Ui chết bà rồi. Vậy. Chủ nó giữ rồi. Rồi sọc vàng là của chế Tuyên Phan. 260 một đầm nha chế Yên Thu rồi. 260 một đầm. Rồi em còn bi vàng nha. Bi vàng, bi trắng. Cho thêm áo A23 nữa nha. Nha chế là áo 23 là gì con? Áo 23, A23 con biết rồi. Mắt của em là AT285 nha mấy chế. AT285. Em chốt từ 60kg cho tới 80kg. AT285. Có mã AT285 chốt từ 60kg cho tới 80kg. Đây màu xanh của dịch, màu xanh của dịch. Giá chỉ có 208 nha mấy chế, 208. Màu vàng. Đây màu vàng. Rồi màu xanh đen này có giá hạn nha, em chốt từ 60 kg nha cho tới 80 kg em vào cái. Một cái 65 68 kg em đang cầm đây, em còn duy nhất một. Và một cái là chốt size 80 nha. Rồi em đang mặc là sọc đỏ. Mã là AT285, em chốt từ 60kg cho tới 80kg. Có 4 màu, em còn là 4 màu đây. Màu xanh của dịch, màu vàng, màu xanh đen và màu đỏ. Chốt là comment là AT285. AT285 chốt từ 60kg cho tới 80kg. Chốt từ 60kg cho tới 80kg, AT285 giá 208. Mấy chế nào chốt cho em cân nặng chiều cao số điện thoại kèm theo cái màu. Em mặc là màu đỏ. Màu đỏ, màu xanh đen, màu vàng và màu xanh của dịch. Mã là comment là AT285. Chốt từ 60kg cho tới 80kg. Quần là 350. Quần em mặc có 350, có sự co giãn mạnh. Có sự co giãn mạnh. Giá 350 có 3 màu. Màu xanh đậm, màu xanh lợt và màu đen. Comment là G35. Em chốt từ 60kg cho tới 80kg. Đà em có 4 xây 30, 31, 32 33 và 34. Cho em thêm áo A23 nữa nha. Dạ áo A23 để em kiếm. Chế Tiên Phan có cái sọc vàng đưa cho bà nội nè con. Chế Mai Tôm ơi, em chốt thì chế Mai Tôm cái bi trắng nha. Cái sọc vàng đó đó, sọc vàng đó đó là của khách đó. Đúng rồi, và còn cái bi trắng là cái bên đó, đúng rồi. Rồi chế Tất Khánh là lấy bi vàng nè. Tất Khánh là có cái bi vàng luôn. Rồi vậy là hiện tại em còn cái beo thôi nha. Hiện tại là bây giờ là em còn cái beo vàng này nha mấy chế. Chế nào chốt beo vàng comment nha. Chào em xinh gái Tất Khánh. Tất Khánh chào em xinh gái.
Cảm ơn chế. Đây cái form đầm này nó là cái form su như thế này nè. 50kg tới 70kg thì mặc cũng được hết nha, rất là dễ mặc luôn. Đó, mặc vô xong rồi cột dây như thế này. Rồi ở nhà mấy chế có nịt, có cái nịt bảng đá thì mấy chế phối vô là lên form liền, nó đẹp liền luôn. Mai tôm nói là của chị hai cái. Dạ, chế mai tôm lấy hai cái luôn hả? Mai tôm một y với một gì đó. Chế mai tôm lấy giùm em cái beo này được không? Đây beo vàng đang mặc nè, sang quá trời nè. Cái này á phải mặc vô xong rồi cột cái dây rút eo nè, là nó có điểm nhấn là lên cái đầm nó sang lên liền, rất là đẹp nha. Chào chế đo xe nha. Chế mai tôm, ủa ở lãng phiếu mai tôm là của cái nào vậy, coi giùm con. Một tập một tập với lại một bi trắng. Hồi nãy cho chốt một bi trắng rồi. À, mai tôm có bi trắng rồi, bây giờ lấy giùm em cái beo vàng này được không chế? Là chế có một cái beo trắng, bây giờ lấy giùm em cái beo vàng này được không? Là tổng cộng có hai cái. Đây beo vàng đây mặt nè. Beo vàng. Beo vàng. Coi. Coi. Lấy cái này đưa cho Tâm. Đúng rồi. Đưa bà. Bà. Bộ bà lên hả? Bà. Vậy nó kêu con mạnh vậy. Gì? Nó kêu con bằng gì? Nó kêu bằng chị đi con. Kêu bằng chị My. Đúng không? Rồi T8215 có chị hàng. My còn nha. Rất là trẻ và đẹp, chưa có chồng. Rồi mẫu Nam lên nè. Tỉnh là. Bởi vì sao à, mọi người sao vậy? Em nói đúng rồi đúng không mấy chế? Beo vàng, beo vàng bi ơi. Rồi, vậy là beo vàng hết luôn không? Rồi, mã này AT29 mấy chứ. AT29. Chất giải cực kỳ là mềm, rất là mát nha mấy chứ. AT29. Đây hình con báo. Đây hình con báo hiệu Puma nha. Em chốt từ 60kg cho tới 80kg nha mấy chứ. Em có tổng cộng 4 màu, màu xanh đen, màu nâu. Màu nu, màu trắng. Này con ơi, nu. Dạ, màu cái này bỏ vô cái đầm chị My mà bà ngoại đang xếp. Màu xanh biển. Đây, màu xanh biển, màu nu, màu đang trắng và màu xanh đen. Bốn màu, đồng giá 4 màu, giá 290, mã là AT29. Comment là AT29. Chốt từ 60kg cho tới 80kg. Ok, chế mai tôm nha. Chế mai tôm nói lấy một cái bi cũng được. Dạ rồi em chốt cho chế mai tôm một cái bi trắng rồi nha. Cảm ơn em có chế. Còn 4 màu không chế? Giá 290. Giá 290, 4 màu. Màu xanh biển, màu nâu, màu trắng và màu xanh đen. Đồng giá 290. Áo nam này mặc vô rất là mát nha mấy chế ơi. Mặc rất là mềm mịn mát luôn. Em bao mấy chế luôn á. Chỉ có giá 290 một cái AT29. Gồm có 4 màu nha, màu xanh, màu trắng, màu nu và màu xanh biển nha. Cái chế nào chốt cho em ạ? AT29. 29 mấy? 27. AT29. Rồi mấy chế comment giúp em AT29 màu xanh đen mẫu nam đang mặc, màu trắng, màu nu và màu xanh biển nha mấy chế. Em có 4 màu. Đây hiệu Puma, hiệu theo luôn nha. Theo ngay ngực nha mấy chế. Chất vải là em bao cực kỳ mát luôn, mát với mình nữa mấy chế, hàng nhập nha. Đây comment giúp em AT29 kèm theo màu, cân nặng, chiều cao, số điện thoại giúp em nha mấy chế ơi. Chốt từ 60kg cho tới 80kg. Comment mã là AT29. Rồi, set đây mặt là em còn size ML1X giá 260. Set đây mặt còn size ML1X giá 260. Set lửng.
Đây nha, xếp blueberry lủng nha mấy chế. Mà mấy chế không lấy cái này là em hốt. Đây em đang mặc size M nha. Rồi em còn size M nè. Rồi size L với lại size 1X nha mấy chế, 62kg đổ lại nha. Size L em chốt cho 55-57kg nha. Rồi size 1X, size 1X này là em chốt cho 62kg đổ lại. Size M là 52kg đổ lại. Tất Khánh 0660 có hàng. Xếp cực kỳ xinh luôn. 0886 có hàng. Mai Tôn 6119 có hàng. Rồi chế nào lấy set này comment. Chế Tuyên Phan lấy size L. Rồi đây size L của chế Tuyên Phan nè. Size L của chế Tiên Phan. Rồi vậy là em còn size M với size 1X nha. Còn size M với size 1X này chế nào lấy không? Rồi chế Tiên Phan em còn 088 có một cái set. Size M là tầm 53kg cũng được nữa. Hôm nay là em 51kg rồi. Hôm nay em 51kg nè. Nó còn rộng như đây nè. Đó. Chốt là em trừ hao cho mấy chế rồi đó. Rồi quên nữa, size M là còn bộ đen nữa nè. Size M là có một bộ trắng và một bộ đen nha. Size M có một bộ trắng với một bộ đen tầm 53kg đổ lại được nha. 53kg đổ lại mặt vừa, cao 1m55. Em là 51kg rồi đó mấy chế. Em 51kg rồi. Rồi. Rồi chế nào lấy cái này comment giùm em nha. Rồi em sẽ chốt nhẹ một xíu. Rồi vậy là còn bộ 1X. Em lấy một bộ trắng và một bộ đen lên mặt. Vậy là cái này em còn có một bộ 1X nha. Màu trắng đang mặc là em còn size 1X là của 60-62kg đổ lại. Chế nào lấy comment nha. Rồi mấy chế ơi, mã là AT251 nha mấy chế. Áo thun mới về là áo thun Adidas nha mấy chế. Đây có thêu, đây ngực có thêu là hàng chữ Adidas đi thương nghiệp. Em có 4 màu, màu nu giá chỉ có 250. Màu nu, màu xanh, màu đỏ. Đây màu đỏ. Và em đang mặc là màu vàng nha mấy chế. Có 4 màu. Đó, màu đỏ, màu nu, màu xanh và màu vàng. Đồng giá có 250. Comment là AT25. AT251. Mã là comment AT251, em chốt từ 60kg. 60kg cho tới 80kg. Mã là AT251. Quyền 2838 có hàng. 4 màu, màu đỏ, màu nu, màu xanh và màu vàng. Mã là AT251. AT251. Chốt từ 60kg cho tới 80kg. Mấy chế nào chốt cho em có nặng chiều cao kèm theo số điện thoại và cái màu. Comment AT251. 4 màu, xanh, màu nu, màu đỏ và màu vàng. Rồi đây set bộ thun Hàn Quốc. Set bộ thun Hàn Quốc nè mấy chế. Đây em đang mặc là màu bò nha. Đây size L. Size L chế là lấy comment. Đây nè mấy chế, cái mẫu áo thun nam này là em bán chạy cực kỳ luôn đây nha. Cái mẫu này em về đợt này á, là coi như là đợt thứ N luôn rồi nha mấy chế. Đây áo mấy chế nhìn cái kiểu nó đơn giản như vậy thôi nhưng mặc vô rất là sang nha. Đây cái kiểu áo thun blueberry này nè em, nó theo đơn giản vậy thôi. Đây cái tay mặt của nó blueberry, mặc lên rất là sang. Em có những màu sau đây nha mấy chế. Rồi đây cái tên mạc của nó luôn. Rồi mã sản phẩm là AT272, có tổng cộng là 5 màu nha. Mã sản phẩm AT272 có tổng cộng 5 màu. Màu xanh biển nè. Rồi màu đỏ, màu đỏ đô nha. Cái tông này là tông đỏ đô nha. Rồi tiếp theo là cái tông màu vàng.
lê tông vàng đẹp quá mấy chế, màu vàng công nhận đẹp xuất sắc luôn á. Rồi tiếp theo là tông màu cam. Rồi chế nào lấy comment giùm em nha. Rồi tiếp theo là màu xanh đen, đây tông màu xanh đen cũng đẹp nữa nè. 5 màu tổng cộng chỉ có 270 một áo nha mấy chế. 5 màu tổng cộng có 270 một áo thôi. Cái cổ nó đi viền trắng rất là tinh tế luôn, 270 một áo, chất thun xịn mịn luôn. Rồi chế nào lấy comment nha. Màu kèm theo mã 270 mã là AT272 giùm em. Kèm theo màu và cân nặng chiều cao nha mấy chế. Rồi em đang lên là cái set thun Hàn Quốc, set bộ thun Hàn Quốc giá 320. Set bộ thun Hàn Quốc đang mặc giá 320. Đây mặc hả? À, mẫu D&G áo thun theo, áo thun theo họa tiết D&G nè. Đây mấy chế. Rồi em có những màu sau đây nha. Rồi màu vàng, màu đỏ. Rồi mã sản phẩm, mã sản phẩm là AT25, chỉ có 250 thôi. Đây thương hiệu D&G nè. Rồi màu đỏ, màu xanh đen. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh đen. Rồi đây, màu xanh biển đậm. Dạ ngày mai bên em chốt ngày những cái viên biển thôi. Màu xanh biển đậm. Rồi chế nào lấy comment AT25. Rồi em để gần màn hình cho mấy chế, ngày mai có coi like lại chụp màn hình gửi cho em để chốt hàng nha. Có đủ size nha. Toàn bộ áo thun nam bên em là có đủ size nha mấy chế. Rồi cái set em đang mặc là màu bò là size L giá 320. Rồi màu cam này là size 3X. Đây màu cam này size 3X là form 60-67kg nè. Size 3X này là của 65-67-68kg gì luôn nha mấy chế. Size 3X nha, giá 320 một set. Ok chế Trâm My, để em giữ lại cho chế nha. Rồi cái này là tông màu cam đất. Em đang mặc là tông màu màu bò xanh L. Set đang mặc màu bò xanh L. Rồi chế là chốt comment. Trời ơi mấy bộ này dễ thương quá. Ủa cái bộ áo trắng không mới quăng đó đâu rồi. Ngày mốt mới like nha chế Duy Nguyễn ơi. Cột vô luôn hả? Đây. Mã này là AT284 nha mấy chế. AT284. Đây, để gần cho mấy chế coi là cái hiệu đây. AT284. Chất hiệu là thiêu hết nha mấy chế. Đây cái logo là đều thiêu hết nha. Em có màu đỏ. Mấy bộ này đẹp quá, mặc phong đẹp ghê. Đây, màu bò. Xếp cái này. Dạ bên em giữ hàng. Dạ màu xanh. Đây, ba màu. Đồng giá 280, mã là AT284. Comment AT284 như thế. Comment AT284. Chất giải là điện sò. Hiệu boss nha mấy chế. Hiệu boss là của Mỹ nha. AT284, màu xanh, màu đỏ và màu bò. AT284. Em chốt từ 65kg cho tới 85kg luôn. Form này là form bự nha mấy chế. Form này là form gọng gãi, form bự. Mấy anh nào có bụng là mặc form này là ok luôn á. AT284 giá 280. Comment cho em AT284 cho em cái mạng chiều cao và số điện thoại kèm theo cái màu. AT284. Bộ này con lấy luôn nè. Em có 3 màu. Màu xanh, màu đỏ và màu bò. Thấy nhìn nó dữ vậy. Mấy bộ này form đẹp tuyệt vời. Rồi hết thử lấy. Rồi, đây nha mấy chế. Không có tiếng chết liền. Cái gì? Không có nói 1 tiếng luôn. Nó 2 tiếng không rồi. Rồi cái bộ này em còn size L tay dài nè, còn size L với lại 1X nè. Cái set này thì nó co giãn mạnh nha. Set tay dài này là co giãn mạnh giá 330.
đây đỏ sọc. Xếp thun hình út cho cắt. Đây, đỏ sọc 330 một xếp tay dài. Nhìn em mặc nè, cái size L nha. Size L nhìn cái dải của nó coi dữ mà. Dữ không mấy chế. Size L này là chốt được cho tới 5-8-60kg luôn á. Cái form này nó coi dạng rất là mạnh nha. Rồi size 1X của nó là chốt được tới 65kg luôn nha. Bộ này có lấy không? Rồi size 60kg là em có đỏ sọc với lại đen, đen sọc. Size 5-8-60kg nha. 330 một set có đỏ sọc với lại đen sọc nha. Rồi chế nào lấy màu nào comment nha. Em đang mặc là màu đỏ sọc. Đỏ sọc em có size L với 1X. Size L là 60kg đổ lại, size 1X là 65kg đổ lại. Rồi còn màu đen sọc này là em chỉ có size L là của 60kg đổ lại thôi. Vô. Đây mã này là hiệu Puma cổ tròn nha mấy chế. AT23 AT23. Đây cổ tròn. Hiệu Puma, hiệu con báo cổ tròn, đây là cổ tròn nha mấy chế. Có 4 màu, màu cam, màu xanh đen, màu xanh lá và màu đỏ đô. Giá chỉ có 230 thôi mấy chế. Giá cực kỳ hữu nghị có 230. Mã là AT23. 4 màu. Màu cam, màu xanh đen, màu xanh lá và màu đỏ đô. Đồng giá 230, mã là AT23. Mấy chế chốt là comment cho em AT23 kèm theo cân nặng, chiều cao và số điện thoại nha mấy chế. Và cái màu luôn, cho em cái màu 4 màu. Cam. Hả? Cam, xanh đen, xanh lá và màu đỏ đô. Mã là AT23, là giá 230 thôi mấy chế. Đọc 60kg. Tên gì tư? Mi Phương. Đỏ sọc sập 60kg nha. Ủa tính đâu vậy? Đưa thuốc nữa rồi. Chỉ đi, chỉ như nào thì tư lấy cho được. Đây nè, ở đây nè. Đúng rồi, còn. Rồi đỡ sập 60kg nè. Rồi em đang mặc là đen sọc, chế nào lấy cho mình. Đưa lên đi. Mã là AT292 nha mấy chế. Em còn số lượng AT292. Em chốt từ 60kg cho tới 80kg AT292. Em có màu bò, màu xám, màu vàng, màu vàng, màu xanh cổ dịch và màu xanh bơ. Đồng giá 290, mã là AT292. Mấy chế còn bên là AT292. Chốt từ 60kg cho tới 80kg. Mã là AT292. Đây. Em chốt từ 60kg cho tới 80kg. 60kg bộ nào? Có 5 màu. Xanh bơ, xanh cổ dịch, màu vàng và màu vàng, màu xám và màu bò. Đồng giá 290, mã là AT292. Chốt từ 60kg cho tới 80kg. 290 một áo nha mấy chế. Áo thun nam giá 290. Rồi em có màu sọc bơ nha. Đây màu sọc bơ. Rồi đây là màu sọc bơ. Rồi đây là màu sọc xanh biển. Đây là màu sọc xanh biển nha mấy chế. Xem lại like thích màu nào comment giùm em. Đây là màu sọc kem 290, đồng giá 290. Đây là màu sọc xám. Rồi đây là màu sọc bò. Rồi lấy áo nào comment giùm em màu đó nha mấy chế. Rồi mấy chế ơi, mấy chế còn xem không mấy chế, để em lên tiếp. Còn không em kết thúc like nha, gần 1 giờ. Rồi gần 1 giờ rồi, chắc mấy chế đi ngủ hết rồi, em hết thấy comment rồi. Rồi vậy xin chúc toàn thể mấy chế ngủ ngon, mơ đẹp nha mấy chế ơi. Em kết thúc like đây nha. Rồi
để em coi sắp xếp tình hình coi. Nếu mà ngày mai mà có như người thì sẽ lên like buổi trưa cho mấy chế chọn thêm đồ nam nha mấy chế. Rồi, có gì em sẽ đăng bài viết thông báo lên trên nha. Và xin chân thành cảm ơn toàn thể mấy chế đã tin tưởng theo dõi và ủng hộ em tới giờ này nha mấy chế. Cảm ơn mấy chế rất là nhiều. Chúc toàn thể mấy chế ngủ ngon và mơ đẹp nha. Rồi ngày mai chế nào thích mẫu nào cứ việc xem lại like. Rồi chụp màn hình gửi vô inbox cho em nha. Set đang mặc tay dài là giá 330. Rồi toàn bộ khách mới ngày mai bên em sẽ gọi điện thoại cho mình để xin thông tin nha mấy chế. Còn khách cũ là bên em có địa chỉ rồi, là bên em chỉ việc chốt bill chụp gửi inbox cho mình thôi nha. Rồi xin chào tạm biệt mấy chế. Chúc mấy chế ngủ ngon mơ đẹp nha mấy chế. Bye bye mấy chế nha.